Thứ sáu ngày này tuy không phải là ngày 13 nhưng xem ra là ngày xấu nhất trong tuần. Thứ sáu ngày mùng 3 tháng 6 2022 âm lịch là ngày mùng 5 tháng 5 tức ngày đình hợi là ngày hắc đạo ngũ hành nên mệnh là ốc thường thổ. Ngày đinh hợi tức chi ngày là đinh thuộc thủy nên khắc với can ngày là hợi thuộc hỏa. Vì chi khắc can nên theo ngũ hành. Đây là ngày hung còn gọi là ngày phạt nhật từng ngày là trực phá tức ngày này hợp với các công việc phá bỏ cái cũ đã hư hại sửa chữa những việc đã làm sai chấm dứt thung hại đặc biệt theo bành tổ bách kỵ nhật ngày này vừa là ngày ngày dương công kỵ vừa là ngày nguyệt kỵ nên rất xấu quý vị à, lại thêm theo nhị thập bắt tú ngày này có sao cang chiếu đây là sao xấu với ăn táng cưới hỏi kiện tụng khởi dựng nhà cửa sinh con thì khó nuôi lại thêm ngày chi hợi thì là càng kỵ cưới cả vì dễ ly biệt À, không thuận à, quý vị nhé về xuất hành thì sao ngày vâng ngày này là ngày tốc hỷ thì được à, buổi sáng tốt hơn buổi chiều tuy nhiên theo khổng minh lục diệu thì tên ngày là ngày à, thiên tặc rất là xấu xuất hành cầu tài lộc thì không được hay bị mất cấp mọi việc khó thành có thể thấy rằng về cơ bản là ngày xấu không nên tiến hành các việc quan trọng trong ngày này à, vâng thưa quý vị chi tiết về các tuổi xung hợp với ngày thì thấy ngũ hành ngày là ốc thường thủ nên kỳ tuổi tân tỵ quý tỵ chính xung với ngày thì có các tuổi kỷ tỵ quý tỵ quý mùi quý sửu quý hợi ngày xung với tỵ hình hợi hại thần phá dần và tuyệt ngọ các sao xấu là sao kiếp sát trùng tang kỵ xuất hành cưới hỏi an táng xây dựng nhà cửa sao chủ tức khắc đạo thì kỵ về nhà mới khai trường sao không phòng thì kỵ về cưới hỏi và xem đến các tuổi hợp với ngày thì ngày thuộc hành thổ khắc hành thủy nhưng đinh mùi quý hợi thuộc hành thủy nhưng vẫn được lợi trong ngày hôm nay ngày hợi nên sẽ lục hợp với dần tam hợp với mão và mùi có các sao tốt là sao thiên đức tốt mọi việc thiên quý thì tốt mọi việc ngũ phú tốt mọi việc và phúc sinh cũng tốt mọi việc có thể thấy thứ sáu mặc dù có các sao tốt trên nhưng vẫn là ngày, một ngày xấu vì cũng không có các tình nào giả trừ sao xấu cả và bên cạnh đó thì là ngày riêng công kỵ và nguyệt kỵ nên các tuổi nói chung đều nên tránh mọi việc quan trọng trong ngày này quý vị nhé À, vấn đề biết là ngày xấu rồi nhưng có việc đi thì vẫn phải đi cho nên nếu cần phải xuất hành thì quý vị nên lưu ý tận dụng ngày tốc hỉ thì ưu tiên giờ đẹp trong buổi sáng cụ thể trong ngày có những cái giờ tốt như là từ 9 đến 11 giờ là tốc thị từ 7 đến 9 giờ và từ 19 giờ đến 21 giờ là giờ đại An và từ 15 giờ đến 17 giờ là giờ tiểu cát quý vị nhé